Chào mừng tất cả các bạn đến với Board Game Ai Là Ma Sói ngày hôm nay. Đêm đầu tiên tại làng La La School, sói đã xuất hiện. Và nhiệm vụ của dân làng là phải giết được những con sói này. Nếu không, tất cả các bạn sẽ bị chết. Game bắt đầu. Đêm hôm qua, làng của chúng ta không ai chết. Các bạn có 3 phút để bắt đầu biện luận. 3 phút bắt đầu. Hay là dân làng giơ tay nè. Một lần nữa là dân làng là không có chức năng. Có chức năng không? Có chức năng không? Thì mặc định là sẽ có hai. Bạn bớt làm cái này đi, bớt làm cái này đi. Tại vì nhiều khi sói sẽ thấy được cái này. Mình phân tích tại sao đêm qua không ai chết. Đúng rồi, thì Tino là phù thủy, là Tino đã cứu bạn đó. Ủa, khai luôn là... nữa hả? Khai chưa cho chết sớm. Thì sao? Cứu rồi hả? Ừ. Thì chết sớm rồi, rồi. Sao chưa cứu đâu mà cứu mình được nữa người... Thì Tino nghĩ thì là... Tino đã thành cứu rồi. Dạ, hồi nãy ai là người bị cấm? Sẽ là Lykio bị cấm. Thì Tino nghĩ rồi là... đó, thì tạm thời mình loại được Lykio rồi đó. Cũng có thể loại cấm là hai con sói đang... Nhưng mà nếu mà hai con sói thì sẽ có người khác đứng ra. Phù thủy sẽ đứng ra liền. Ai là phù thủy vậy? Phù thủy là nên nói là nhéo đổng lên liền à. Lỡ hai sói tự cứu nhau sao? Nhưng mà mới sao được, ai phù thủy đâu. Có thì mọi người sẽ loại hai người này lên, lỡ hai người này hoặc sói là tự cắn nhau thì sao? Phù thủy thiệt sẽ nhút nhát không đứng ra sợ bị sói cắn. Phù thủy chưa lộ diện. Ai là phù thủy thiệt thì lộ diện đi, tôi bảo vệ. Mới đây đầu tiên người ta được không? Lên bảo vệ hả? Ừ. Vậy không lẽ Tino nói vậy bà? Là Tino có thể là sói hả Tino? Ủa sao nói hết trơn? Tino lò, nói lò, bị giết lò hả? Đúng rồi, Tino là sói á. Đây có thể là một tin tiếp theo. Tino là sói á. Nhưng mà nếu vậy lập luận của Tino thì Tino là phù thủy rồi. Ừ, Tino là phù thủy. Nếu mà để Tino nói ra Tino là đúng nè. Nếu mà Tino bị cắn thì đêm sau bảo vệ phải bảo vệ. Bây giờ dân nè, có ai đứng ra không nè? Không ai đứng ra nữa thì bây giờ loại được hai người này nè, loại được anh Linh luôn nè, anh Linh nhận là hả người bảo vệ luôn anh nè. Linh nhận thôi chưa có cái gì chứng minh nhưng mà cái này thì chưa chắc chắn được không anh, nhưng mà vậy người bảo vệ có đúng không? Rồi anh là biết có sói là luôn. Có là nó bật có, ra rồi bảo vệ đâu ví dụ giờ vụ cầm người bảo vệ là vụ không không, không người bảo vệ quan trọng hơn người phù thủy nha. Vậy vừa rồi người bảo vệ ai bảo vệ anh hả? Anh bảo vệ anh hả? Không được biết. Thì tôi anh muốn nói thì đúng rồi, anh đã nói ra, giờ người ta hỏi nè. Đêm qua anh bảo vệ ai? Đêm qua bảo vệ em được Tino cứu. Thôi vậy là anh sói. Phát rồi. Anh tào lao rồi. Một trong hai người là phát. Một trong hai người. Một trong hai người là phát nha nè. Sai rồi nè, không tin sai nè. Ba con sói. Anh nói gì vậy? Hoặc là ba con sói. Anh sói, anh phát người bảo vệ. Vậy nghi vấn đang ở hai người. Đúng. Không, ba không hai người này, hai người này. Anh ba gì nữa, ba gì nữa. Nói gì vậy? Nè. Không. Bây giờ rồi. Hết giờ. Hết giờ. Các bạn không nói gì thêm. Và các bạn phải đưa ra một người để lên giá treo cổ. Các bạn có 5 giây. 5 4 3 2 1 Linh là người có số phiếu cao nhất. Linh lên bàn cân. Và 30 giây để cho Linh biện hộ. Thứ hai. Đúng 8 giây nữa là bằng 7 giây. 5 4 3 2 Hết giờ. Các bạn đã hết giờ và không nói gì thêm. Các bạn bắt buộc phải chỉ ra một người để đưa lên bàn cân. Các bạn có 5 giây để suy nghĩ ra người đó. 5 4 3
2 1 Dậy. Bạn Chi, bạn Chi có 3 phiếu là số phiếu nhiều nhất. Bạn Chi bị đưa lên bàn cân. Bạn có 30 giây để biện hộ cho bản thân mình. Tất cả mọi người còn lại im lặng. Mời bạn Chi bắt đầu. Như là cái suy luận của em thôi, mà em khẳng định 100% em là dân làng. Và nếu như mọi người giết em thì mọi người chỉ tổn thất thêm một thành viên nữa thôi. Em khẳng định em là dân làng. Tại vì em là dân làng có chức năng gì, bây giờ em không có thể nói thêm lời gì nữa. Mà nếu như mọi người nghi ngờ em, tại vì hồi nãy em chỉ hai người, thì nếu như thật sự em là sói em sẽ không làm như vậy. Tại vì nếu là sói mà em thường là em rất là sợ em là sói. Và thường là nếu em là sói em cũng không biết chỉ bị bạn gì đâu. Hết giờ. Các bạn có 5 giây để suy nghĩ là nên giết hay là nên giữ bạn Chi lại. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 biểu quyết. Cứu nhiều hơn giết. Chi sống, tất cả mọi người đi ngủ. Đêm thứ 3 bắt đầu. Đêm hôm qua, làng của chúng ta có 2 người chết. Wow. Và người đó chính là Tino. Phù thủy. Ngủ đi. Các bạn có 3 phút để biện luận. 3 phút. Ủa, bắt đầu. Nhưng mà phù thủy giết sói cắn phù thủy quăng bình. Nhưng mà vậy thợ săn chết là có người nào chết theo em đâu phải. Đây đâu phải thợ săn rồi. Khoan khoan nè. Thợ săn em là thợ săn. Dân thường giơ tay lại đi. Em đâu có chết. Dân thường giơ tay lại. Dân thường giơ tay lại đi. Mình chết rồi. Lộn. Bây giờ anh tiết lộ ra mọi người sẽ đánh sao? Thiệt. Bây giờ đến giờ mà tới giờ này phải lộ rồi. Dù mà tại vì không có tiên tri ở đây cho nên là Khoan còn chức năng gì quan trọng sao? Tại vì ha, mọi người tiết lộ đang chết hết dần dần rồi đó. Cứ tiết lộ là chết đó, em chết rồi. Thiệt. Nhưng mà họ cũng sẽ biết là Khoan còn cái gì, còn cái gì. Em cũng biết là có chức năng rồi. Cái chức năng bây giờ cho phù thủy và bảo vệ chết rồi. Những cái người mà có thể giúp ích cho dân làng đã chết rồi. Thì chơi còn thằng thợ săn với lại thằng săn. còn thạch. Thợ săn với lại nhân bản với lại mưa đồ thôi. Gia làng. Gia làng nữa. Gia làng mà không ai còn có thể cứu được rồi. Gia làng. Ơi giờ chết rồi. Anh còn cái gì anh ký lộ. Giờ là cắn là có sói là chỉ có gan còn chừng rồi đó. Giờ phải biểu quyết được kiếm được con sói để mà giết. Để mà giải trí là con sói rồi. Không phải là sói. Bây giờ anh không có thể cứu ai hết thì đâu có thèm giết anh làm gì. 50-50 không? Anh là 50 phải không? Chắc là 50-50 rồi nên mới nói câu đó. Thôi là sói. Thôi là ok, 50-50. Nhưng có bị cắn chưa? Cắn. Rồi tối nay là bị cắn rồi đó. Rồi tối nay là chồng sao không người chết là biết rồi đó. Bây giờ mình giết. Bây giờ mình giết đi. Ra đây đi trước bắt đầu khổ nào chứ nguy hiểm quá. Lỡ sói làm sao sói cắn xong rồi bắt lấy lại sói gì là giờ đang mới chết. Tôi nói ra cho mọi người giết tôi. Seven tội nghiệp. Seven là sói. Dễ thương. Ok. Các bạn chỉ còn thời gian nha. Nhưng mà nếu mà nó có chức năng thì mình đâu nó có giúp được gì đâu. Bây giờ đó, bây giờ tại vì bây giờ không còn bảo vệ hay phụ thủy để cứu bạn đó thôi nữa. Mình bị cắn là sẽ thành sói thôi. Không hết chức năng rồi. Hết chức năng rồi. Sói thôi cho nên chúng ta cho nên phải giết thôi chứ không thôi để là nguy họa. Em xin lỗi. Đây anh nói dối thì sao? Vẽ là sói hả? Anh nói dối, không ai mà nói dối mình thì trong cái thế bị nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ là cấp bách lắm, anh mà nói sao em một cái. Bây giờ nói thiệt đi, bây giờ nói thiệt anh là gì đi. Anh là cái gì nói đi. Đúng không? Anh là sói. Giờ chứ sao anh đâu nghi lắm mà. 50-50 là nhiều người rồi sói. Thôi để sói cắn thành sói. 50-50 là kiểu như là khi nào sói cắn nó mới thành sói, còn giờ nó đang là người. Anh mới là người phù thủy này. Ai thì chắc nãy giờ 50-50 rồi. Wow, không thuyết phục. Tại vì chọn cái người đã chết rồi để nhận không? Tới giờ mới nhận không? Ok, bạn đi giết anh đi. Hết giờ. Các bạn có 5 giây. Bình nhớ lại còn một bình. Hết giờ, hết giờ. Các bạn có 5 giây để biểu quyết. 5 giây bắt đầu. 5 4
3, 2, 1 biểu quyết. Rất là nhiều phiếu chỉ vào Seven. Seven lên bàn cân. 30 giây cho Seven bắt đầu. Bây giờ anh nói lá bài của anh là lá bài phong thủy. Nếu mà giết anh thì anh có một bình cứu nữa. Anh chưa cứu ai. Giết đi. Bạn còn nói gì thêm? Không nói gì. Coi như hết thời gian. Các bạn có 5 giây để biểu quyết. 5 4 3 2 1 biểu quyết. Một phiếu cứu. Một phiếu cứu và tất cả đều giết. Seven chết. Tất cả mọi người đi ngủ. Đêm thứ tư bắt đầu. Đêm hôm qua làng của chúng ta không ai chết. Cắn Pina rồi. 3 phút bắt đầu. Khoan nha. Biết già làng không? Một là cắn thử của tao phải. Một là cắn già làng, hai là cắn chúng có 50-50 rồi đó. Chưa chắc. Đúng rồi, chưa chắc mà. Anh bọn làm ơn bỏ cái đó xuống cái bàn. Thôi giờ dân làng kéo ra đi. Dân làng kéo ra nãy giờ rồi mà. Trời là nãy giờ không ai nói gì hết mà mình giết là giết lầm, giết dân của mình, ok. Bây giờ á, thật sự ra những người mà nãy giờ nói mà có chức năng cũng có thể là một con sói đã chết rồi và chỉ còn một con thôi. Những người mà có chức năng đã bị mà theo như đã khai thì đã chết rồi, cho nên bây giờ có dân hay là có gì cũng là không chức năng hết rồi. Nên bây giờ là cắn từ từ thôi. Bây giờ là dân làng. Bây giờ chỉ có giết là của dân làng bầu phiếu rồi giết cho mình chọn rồi. Dân làng nó không còn chức năng để nói. Giờ đâu còn gì nữa đâu, sói nó cứ bắt ngoài tao tối nay không ai bảo vệ được con già làng. Nhưng mà bây giờ dân làng đưa lại đi. Bây giờ chức năng còn chỉ có chỉ đâu. Còn trong dân làng thôi, chỉ còn trong dân làng thôi. Đâu còn chức năng gì để bảo vệ dân làng. Bây giờ làng chết rồi cũng chết hết mấy cái chức năng kia rồi đúng không? Thì còn biểu quyết, còn được biểu quyết mà. Bây giờ giơ tay lên đi dân làng, giơ tay lên đi. 3, 4, 5 thì chi thì nãy chi quả suy đoán á thì có thể là đi nghĩ là trong này là Vũ hoặc là anh Vy đây. Em cũng nghĩ là Vũ hoặc là ok tại sao ok tại sao em nói em nghĩ vậy thôi, em có quyền nói là nếu mà em nói cảm tính lát nữa anh có đem ly cô tại sao. Tại vì chơi mình vận động não đi mẹ. Khúc okay. Đầu á là Ly để ý là theo cái sự bảo vệ của anh Linh mà Vũ với lại Nhi với lại Pinky á là vót chết. Tại vì cái ảnh nói á không ai dám nhận bảo vệ thì cái người đó thì Ly nghĩ là ai cũng nghĩ ảnh là bảo vệ. Nhưng mà lúc đó mọi người có nói chuyện được. Mọi người lúc đó mà bảo vệ muốn lên tiếng nói chuyện được, mọi người sẽ im lặng, ok. Không, nhưng mà nếu mà người bảo vệ người ta sẽ lên tiếng, đó là người ta sẽ nói là ông này là sói. Nhưng mà ok vậy Ly giải thích thử coi cái lý do để anh nói dối. Tại sao anh lại nói dối? Tại vì ảnh đâu có lý do để anh lý. Anh đâu có lý do để nói dối đâu. Nhưng mà ảnh đúng cái thời điểm đó là mình có quyền nghi ngờ và Vũ nghi ngờ đúng. Tại vì anh Linh là một cái người rất là hài hước, nhiều khi ảnh muốn giỡn hay gì đó cũng có thể. Nếu mà anh giỡn thì anh phá game của anh chết. Đúng rồi. Ok nè, bây giờ nè, Vũ nói đơn giản. Nè, Vũ nói đơn giản cho mọi người nghe nè, giờ trong còn 4 người dân làng đúng không? Ừ, xong rồi cái có 2 người đứng ra chỉ sói và có những cái lập luận không chính xác. Thì các bạn 6 giây nữa thì cũng có thể Vũ là sói nên Vũ mới chỉ. Tại vì Ly không, nãy giờ không sói. Có không, Vũ không có bất kỳ một hết giờ gì hết giờ và các bạn không nói gì thêm. Bây giờ các bạn có 5 giây để đưa ra một người lên giá treo cổ. 5 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Vũ có 3 phiếu. Vũ lên giá treo cổ. 30 giây bắt đầu. Ok, giờ mọi người chơi suy nghĩ xíu nha. Tại vì nói chung là nếu mà chơi vậy là hơi bực. Từ đầu đến đuôi, mọi người suy nghĩ lại nha. Nhớ lại nha. Vũ không có bất kỳ một cái lập luận gì sai hết. Và trong thời điểm mà Vũ nghi ngờ anh Linh là có đủ lý do để nghi ngờ. Và sau các bạn nói Vũ đã nói là tại sao Vũ nghi ngờ cho các bạn hiểu rồi. Rồi các bạn suy nghĩ đến một vấn đề nữa nha, là có 4 người đang tự nhận là dân làng, sau đó lại có 2 người đứng ra để chỉ về một hướng. Hết giờ. Mọi người suy nghĩ. Và bạn không được nói gì thêm.
các bạn có 5 giây để đưa ra biểu quyết là giết hay là cứu bạn Vũ. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Biểu quyết. Có tổng cộng là 4 phiếu cứu và 3 phiếu giết. Vũ sống. Tất cả mọi người đi ngủ. Đêm thứ 5 bắt đầu. Đêm hôm qua làng của chúng ta có một người chết. Và người đó chính là Vinky. Các bạn có 3 phút để lập luận. 3 phút bắt đầu. Wow. Nè, anh may mắn được mọi người tin anh. Giờ anh muốn biết tại sao anh lại nghi ngờ. Em hả? Chị cũng có thể là chị hồi nãy chị cứu Vũ, chị cũng nghĩ là có thể là không phải Vũ, có thể là em. Tại vì cái trước đó thì em nói thì có thể. Mọi người chết nhiều lắm rồi em ơi. Em chơi tới đây là cũng hay lắm. Vậy em chỉ chọn một trong. Anh lúc nãy anh tin em á, anh cứu em đâu được vote một lần mà anh tin em. Giờ em nói ra tại sao anh nghi ngờ. Em có cảm giác từ đầu khi mà giết anh lên thôi. Lúc cái thời điểm đó anh nghi ngờ là chính xác. Anh đang chơi đúng. Mình đã chơi với anh Linh nhiều lần rồi. Vậy là bây giờ mình còn... Mình còn Nico, Bi. Bi kia chết, Bi kia là chân làng. Em nè, còn Chi. Ba người là chân làng. Bốn người chân làng. Sống được mạng nữa. Thì ban đầu là Ly là chân làng là chắc chắn rồi đó. Thì mọi người giết Ly là coi như là sai rồi. Chết cũng gần hết rồi đó. Giờ mọi người cứ giết chân làng rồi. Mọi người thua thôi. Mà chị sói thì mình chưa giết con nào nữa. Nico. Này sói không lẽ tự cắn mình, không lẽ tự cắn mình. Có thể mà. Nãy giờ Bi sao anh không nói gì hết trơn vậy Bi? Dạ, nhưng là anh không có gì hết thì anh lo cái gì sao vậy? Cắn mình lỡ mình chết sao, lỡ mà ai cứu sao không vậy? Bởi vì nhiều khi ba con sói hy sinh một con chẳng hạn. Đây có hai con rồi, đâu ra ba con. Thì hồi nãy Ly nghi là Seven là sói thì có thể là chỉ còn một con nữa thôi. Có thể sói chết rồi, mà chắc chồng sói chết. Chỉ còn một con nữa thôi. Thôi giờ nghi Ly Ly. Làm sao mà lập luận nó hổ hổ làm sao á? Lập luận tại vì tôi là dân làng thiệt, tôi mới dám là nói với mấy bạn là tôi là dân làng. Sai, tại vì mấy bạn giết tôi thì lỡ mấy cái con sói này nó thắng rồi sao? Bé Chi á nhìn dễ biết lắm. Nếu là sói là mặt dễ biết lắm. Trời ơi, sao biết được? Sao biết được? Em chơi dở lắm tại vì nó chửi cho em là sói biết liền à. Với lại nếu em là sói thì thường thường em cũng dám mạnh dạn đi chịu không đi. Không biết được, trong này ai cũng là diễn viên mà. Dễ thương, lập luận kia là nhanh đi. Rồi nè mọi người chú ý nha. Tại vì ví dụ đi, ví dụ mà nãy giờ mình chưa giết được sói đi thì bây giờ một người chết oan nữa là mình thua. Mọi người đừng có suy nghĩ, tại vì tôi là ban đầu là phù thủy đã cứu tôi thiệt là tôi phải là sói. Mọi người phải nghĩ là cái chuyện đó là có thể. Chứ bây giờ mọi người suy nghĩ mọi người giết tôi là sói thắng là sao? Chỉ còn Bi thôi. Chứ giờ vậy không giết là tối sói giết cũng vậy à. Thì anh nãy giờ anh nói rồi mà. Anh có gì đâu mà nói vậy. Các bạn hết giờ và không được nói gì thêm. Các bạn có 5 giây để đưa một người lên giá treo cổ. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Biểu quyết. Chi có tổng cộng là 4 phiếu. Chi lên giá treo cổ. Chi bắt đầu biện hộ cho chính mình. 30 giây lên bắt đầu. Lên ngoài đi trời. Nói chung á là tại vì mọi người nghi ngờ em, tại vì em công kích anh Vũ và anh Vũ phản bác lại em, đúng không? Cho nên tại vì mọi người có niềm tin đó là em là con sói. Nhưng em khẳng định em là dân làng, em đã được mọi người tin một lần rồi, mọi người tin một lần nữa đi, nếu không mọi người sẽ cắt cái game này đó. Vậy thôi, để nha. Bây giờ biết con sói này đang nhẫn nhơ nó cười đó. Dạ. Em không biết nhưng mà cảm tính của em thôi. Thì em vẫn nghĩ đây, mọi người đây. Vậy thôi. Hết giờ. Các bạn có 5 giây để biểu quyết, các bạn nên nhớ. Đêm nay rất quan trọng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. 3 cứu 3 sống. Hòa Chi được sống. Tất cả mọi người đi ngủ. Đêm thứ 6 bắt đầu.
đêm hôm qua làng của chúng ta chắc chắn có người chết. Không ai chết. 3 phút biện luận bắt đầu. Chắc là sói không giết. Có thể sói nương để núp trên được một vòng. Còn có mấy người cho nên giết cũng dễ lộ ra lắm. Đúng rồi. Cho nên chắc là chơi bài không giết. Mình chết rồi mình ngồi yên đi. Ủa mà sao không giết? À vậy là giết cho nó hoang mang. Đúng rồi, gây hoang mang chứ sao. Gây hoang mang đồng đội. Vậy là lại tiếp tục như cái suy luận cũ. Còn đây ai cứu em vậy? Tại vì có cứu. Ai cứu? Chị cứu. Anh cứu nè. Ba bước cứu. Bà cứu bà giết đâu. Ai cứu? Chị cứu em ạ. Bà cứu anh giết em á. Đúng rồi, thì ba cứu bà giết. Ây da, ba giết. Với lại trừ bớt thôi chứ gì ra. Cứ nghi ngờ anh Bi nha. Ờ Bi với Ly, Mi Nha cũng nghi ngờ Bi với Ly. Cứ đó, nghi ngờ anh Bi nãy giờ em là thợ săn em cứ nhắm Bi. Sao mọi người lại nghi Ly? Giống như khi là Ly có một cái chứng cứ ngoại phạm rất là rõ ràng rồi. Mọi người còn nghi Ly được là hay hay lắm luôn. Là thợ săn là... Nghĩ sao vậy? Thợ săn là chỉ là nhắm thôi, chừng nào em chết thì anh sẽ chết theo em. Game bắt đầu. Người nhân bản 50-50. Dạ làng. Ngủ đi. Bảo vệ. Bạn có quyền chỉ một người bất kỳ bạn muốn bảo vệ. Sói. Các bạn có 5 giây để chỉ ra người mình cần cắn. 5 4 3 2 1. Ngủ đi. Thợ săn. 5 4 3 2 1. Ngủ đi. Phù thủy. Ngủ đi. Bảo vệ. Ngủ đi. Sói. Ngủ đi. Thợ săn. Ngủ đi. Phù thủy. Ngủ đi. Sói. 5 4 3 2 1. Ngủ đi. Thợ săn. Ngủ đi. Phù thủy. Năm, bốn, ba, hai, một. Ngủ đi. Sói. Ngủ đi. Thợ săn. Ngủ đi. Sói. Ngủ đi. Thở săn. 5 4 3 2 1. Ngủ đi. Sói. Ngủ đi. Thở săn. Ngủ đi. Phù thủy. Ngủ đi. Sáng rồi, các bạn dậy đi.